Nếu các vị nhìn sâu vào vấn đề thuộc về tâm lý học, cuộc chiến của mẹ chồng, nàng dâu là một cuộc chiến tranh giành tình cảm. Tôi phải nói là như vậy. Các vị thấy nhiều khi vô lý cái việc này vô cùng, nhưng mà đó là sự thật. Các vị có vừa rồi có xem một bộ phim mà Sống Chung Mẹ Chồng không? Tôi thì không có coi phim, nhưng mà tôi đọc báo thôi, thấy trên báo phân tích về các vấn đề thôi. Như vậy thì nêu ra cái hình ảnh là mẹ chồng mà thương con trai quá đó, cho nên là từng ly từng tí đối với con dâu rất là khắt khe, rình mò từng ly từng tí để bắt lỗi thế này thế kia. Con dâu chịu đời không nổi, và cuối cùng phải dẫn đến kết thúc rồi cái mối tình đó là sao? Phải sao? Ly hôn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng phim phản ánh đời thực, phải nói là như vậy, phim phản ánh đời thực. Có những trường hợp mẹ chồng quá thương con trai mình mà đến đổi là ghen giết con dâu mà mình không hay. Vài năm nay tôi có kể cho các vị nghe một cái chuyện là có cái bà này mà có một đứa con trai. Bà này thì mất chồng sớm, bà độc thân mà ở dậy nuôi con, nhưng mà cái tình cảm không còn có cho chồng nữa, dồn hết cho con trai. Cuối cùng nó một việc xảy ra là như thế này: con trai sống gần 40 tuổi mà không cưới vợ được. Tức là bất cứ một ai mà người con trai quen yêu thương mà mang về thì sao? Mẹ mình đều không hài lòng hết. Cho nên là người con trai mới đem cái chuyện đó nói với tôi: thầy à, con tới bây giờ thật tình với thầy, con vẫn ba mấy tuổi rồi mà con vẫn sống độc thân. Thì tôi hỏi vì sao vậy? Nói vì mẹ con không chấp nhận bất cứ người nào làm dâu hay là người nào mà con giới thiệu hết trơn á. Con nói bây giờ nếu mà con giới thiệu mẹ không chấp nhận, mẹ giới thiệu đi, thì mẹ không chịu. Như vậy thì ở đây tôi phân tích cho anh hiểu rất rõ, và tôi muốn nói rằng anh hãy nên dẫn mẹ đến đây gặp thầy. Tôi cũng nhiều chuyện nữa. Tại vì tôi muốn giải quyết cái vấn đề này là nhìn sâu vào vấn đề, là thật sự mà nói, người mẹ cũng thương con trai, sợ mất con trai. Cái ái của một người làm mẹ thương con, mặc dầu tình cảm của mẹ với con nó khác với tình cảm chồng và vợ, nhưng mà đều xuất phát từ cái tình cảm, cái ái của con người hết. Người mẹ thương con vẫn có cái ái về con trai của mình. Rồi đó, người vợ thương chồng thì cái ái đó là ái nam ái nữ về mặt tình cảm yêu đương. Nhưng mà tình yêu, tình thương của người mẹ dành cho con trai vẫn phản phất những cái sở hữu mà con trai đó là của mình sợ mình cưới vợ về đây rồi nó thương vợ mình, rồi nó xem nhẹ mình, nó bỏ rơi mình, hoặc là nó không còn thương mình như trước kia nữa. Nghĩ nhiều vấn đề này mà có nhiều bà mẹ, sự thật rằng làm lỡ duyên con rất là nhiều các vị. Mà ở đây nếu không tế nhị, cái người làm mẹ không nhận ra được rằng chính vì mình yêu thương con trai mình mà mình mới làm khổ con trai mình và làm khổ những người làm dâu. Đây là một cái cuộc chiến mà tranh giành cái tình yêu, không phải là chuyện bình thường đâu. Có những người gọi là cưới con dâu cho con trai rồi đó, thì thật sự mà nói trong lòng nó có cái ấm ức, thấy con trai mình mà biểu hiện gần gũi yêu thương vợ nó một chút xíu cái là bắt đầu khó chịu rồi đó, tự ái rồi đó, thấy cái này cái kia bắt đầu biểu hiện. Sự thật rằng nếu những người có tu phải nhận ra được chỗ này, nhưng mà đa phần những người thông thường trong đời người ta không nhận ra được cái này. Người ta nghĩ rằng cái lý do mà người ta bên vực bảo vệ hay người ta gầy nàng dâu là người ta gầy đúng, và người ta cho rằng người ta là mẹ chồng người ta có quyền. Xin thưa các vị, nhưng mà lòng ghép vào trong đó là cái chuyện ghen tị mà không hay. Lòng ghép vô một sự ghen tị, vì ghen tị với người con dâu mà không nói được, không nói được, không biết phải nói làm sao. Đó là cái điều mà một số trường hợp nếu chúng ta cảm thấy rằng trong tâm lý chúng ta có những gì mà diễn biến có ác cảm về nàng dâu, hoặc là có suy nghĩ tiêu cực về nàng dâu, mà chúng ta hay tìm cách là vịn cớ những lỗi nhỏ, chúng ta la rầy cho nhiều, cho thỏa mãn, cho đỡ tức con người chúng ta đó, thì đôi khi chúng ta cần phải xét lại về cái tâm trạng của chúng ta ngay lúc đó như thế nào. Và những người con dâu mà gặp những người mẹ chồng mà yêu thương con trai thuộc về cái ái như vậy khổ lắm các vị. Cái gì cũng bị bắt lỗi, từng ly từng tí cái gì cũng bị trách.
nếu mà nói một cách thẳng thừng về tâm lý, đó là cuộc chiến về tình yêu giữa hai người phụ nữ, người đóng vai là mẹ và người đóng vai là vợ. Và đứa con trai trong trường hợp này rất khó xử sự, không biết như thế nào cho vừa lòng. Làm hài lòng mẹ thì vợ cũng không vui, mà làm hài lòng vợ thì mẹ cũng không vui. Đây là cái chỗ mà dẫn đến những cái trường hợp mà khó xử cho người làm con trai hay là làm chồng.